Thảo đã hướng dẫn cho mọi người các cách để đính đá rồi, nhưng hôm nay thì Thảo sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tháo những viên đá đó nhé. Đây nhá, đây là sản phẩm một bộ móng mà đã gần 3 tuần rồi. Và đây là cách cái đính đá phun một nửa móng mọi người nhá. Thì mọi người sẽ sử dụng cái kìm phá đá như thế này. Kìm này bình thường chúng ta có cái chức năng của nó là kìm để cắt xích nữa mọi người nhá. Ngoài ra thì nó dùng để phá đá này. Thế dùng để cậy các viên đá ra khỏi móng tay và còn phá những cái dây xích như thế này nữa, tháo ra khỏi móng tay nhá. Rồi. Mình sẽ chỉ cần cách dùng của kìm này rất đơn giản, mình chỉ cần mở nó ra và đóng nó vào để cậy được những viên đá ra khỏi móng tay thôi nhá. Rồi. Khá là đơn giản luôn. Vì bình thường thì Thảo thấy là các bạn nào mà chưa rõ về các cách tháo này thì mọi người sử dụng chính cây kìm mà để bấm móng đấy mọi người. Thì nó sẽ nhanh bị mẻ cái lưỡi kìm, thì nó sẽ nhanh bị cùn, rất là phí. Cây kìm này thì cũng không hề đắt đâu. Cây kìm này chỉ có giá trong khoảng tầm nhá, từ 30 ngàn, từ 25 cho đến 35 ngàn thôi là chúng ta đã có một cây kìm này rồi. Và kìm này thì do là vì cái chức năng của nó cho nên là lưỡi kìm rất là dày, mình không lo là nó bị mẻ hay gì đâu, vì nó là chuyên để phá mà, tháo đá này để cắt xích các kiểu luôn. Chúng ta không nên dùng những cái cây kìm chuyên dụng để bấm móng nhá, không là sẽ bị hỏng mất kìm nhá. Rồi, như vậy đã hoàn thành xong một ngón này. Mọi người chuyển sang ngón tiếp theo nhé. Bài bên này thì cũng tương tự như vậy này. Chúng ta sẽ tháo nha. Tháo làm tương tự các bước như vậy. Kìm này thì vì cái chức năng của nó cho nên lực của nó cũng rất là nhiều. Mình chỉ cần bấm nhẹ thôi. Đấy, cái lực của nó cũng rất là nhiều luôn. Cho nên là việc phá rất là đơn giản. Còn cái lực của cái kìm bấm móng tay của chúng ta bình thường thì do thiết kế nó rất là cái lưỡi kìm là cái cán kìm ấy, nó rất là mảnh cho nên lực nó rất là ít. Cho nên mình dùng lực nhiều thì lập tức là cái lưỡi của nó sẽ bị hỏng. Cho nên mọi người hãy sử dụng cây kìm này nhé. Bởi vì là thấy là nhiều mọi người khi mới học nail thì mọi người cũng chưa biết là cây kìm này có tác dụng là gì. Rồi chúng ta cậy những hạt cuối cùng này, sau lát sau chúng ta phá tháo cái móng ra khỏi tay khách nha. Đây là tháo cham này. Đó. Mọi người thấy không ạ? Đây là cái xích khi, đến khi chúng ta tháo ra rồi mà nó không hề bay màu, không hề bị bay màu luôn, cả cham cũng vậy. Mọi người có quan tâm tới các cái cách mà làm sao để mình gắn xích, gắn cham mà không bị bay màu, không bị bạc màu không ạ? Thì mọi người hãy comment phía bên dưới cho Thảo biết nha. Này, xích này chúng ta kỳ công hơn một xíu bởi vì là tất cả các đường xích được gắn phải nói là rất chắc luôn, nên là mình và rất là dài nữa, xung quanh hết móng luôn, cho nên mình phải phá từ từ, không sẽ làm đau tay khách. Kìm thì kìm khỏe thật nhưng mọi người vẫn phải phá chậm thôi nhé, không đau tay của khách. Này đã xong hai ngón, còn một ngón đính cham nữa vẫn còn nguyên này. Đấy. Này. Cái cham đá này thì mình khi mà mình đính mình không được bôi tốp lên trên bề mặt, cho nên là ở một vài cái góc nó có bị bay màu một xíu. Nhưng mà những viên đá thì rất là sáng và rất là chắc, quan trọng là rất là chắc. Kể cả là cham có đá hay không đá thì mình vẫn phải đính rất là chắc mọi người nhé. Bởi vì khách hàng cần để bộ móng này ít nhất tối thiểu tầm trong vòng 3 tuần, 2 đến 3 tuần, cho nên chúng ta mà làm dụng trước đó thì bộ móng của khách hàng sẽ rất là xấu và khách hàng lập tức sẽ không ưng ý và sẽ không quay lại với chúng ta đâu ạ. Rồi, đây là những dây xích cuối cùng, xong. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe nội chia sẻ của Thảo trong video vừa rồi. Hãy ấn nút subscribe, nút đăng ký ở phía bên dưới màn hình để nhận được video của Thảo sớm nhất. Hãy đăng ký nó ngay bây giờ, ấn nút hình quả chuông để lần sau Thảo phát sóng, bạn sẽ nhận được video của Thảo sớm hơn những người khác. Nghi Thảo xin chào các bạn và xin cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của Nghi Thảo.